Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học với bài số 12 của chương trình học 한국일비, giáo trình tiếng Hàn Seoul 1P. ở bài 12 này chúng ta có tiêu đề là Yoboseo. Đây chúng ta nghe cái câu Yoboseo tương tự như là câu "alo" trong tiếng Việt của mình, thì biết ngay là đây là uh, cái uh, phần uh, gọi điện thoại. Và bài này chúng ta sẽ xem phần mục tiêu bài học. Đầu tiên mục tiêu bài học ngày hôm nay chúng ta có hắc sức mục tiêu. Ôi, là từ vựng. Chơn hoa Bôn hô là số điện thoại. Tiếp theo là chơn hoa là điện thoại. Muốn bước qua Puyền Đi ngữ pháp số 1. Động từ tính từ đi với chiêu. Cái này dùng để à, xác định lại một vấn đề mà cả người nói và người nghe đều biết. Ví dụ như bây giờ là 8 giờ phải không? Thì người nói dự đoán là bây giờ là 8 giờ và muốn xác nhận lại. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. N danh từ đi với ý chỗ ví dụ như là à, bạn là học sinh phải không tôi nghĩ bạn là học sinh nhưng mà tôi không chắc chắn thì à, mọi người có có thể hỏi là hắc sen tiếp theo ngữ pháp tiếp theo đó là động từ đi với cô ít tà ở đây tức là hiện tại đang tức là nó đang xảy ra ví dụ như là động từ đi với cô ít ví dụ mà cô ý là đang ăn tiếp theo maraki il À, hội thoại sau, à, nói số 1 chơn hoa hạt chân Hoa Kỳ đây là đây là gọi điện thoại phần nói một sẽ là một tình huống gọi điện thoại tiếp theo chúng ta có phần bước qua n y đây là phần 2 của bài học một đi với động từ đây là không thể thực hiện một cái hành động gì đó ví dụ như là bốn bộ ví dụ check sang bố À, cái bàn thì không, tôi không thể ăn cái bàn. Tiếp theo, chúng ta lại thấy lặp lại một cấu trúc ngữ pháp đó là động tính từ đi với a-sơ. À, Đây tình huống này chúng ta sẽ, hôm nay chúng ta sẽ học là có nghĩa là vì. Hôm trước chúng ta dịch là rồi, thì hôm nay chúng ta là vì. À, tiếp theo, màki nói hai, you you là cái việc biểu hiện, you là lý do biểu hiện cái lý do. cô Maraki nghe và nói. Thì chơn hoa bờn hồ kỳ. Chúng ta nghe số điện thoại. Tiếp theo, chơn hoa the hoa hắc chơn hoa hẹn chơn hoa the hoa thực kỳ. Tức là chúng ta nghe một đoạn hội thoại về gọi điện thoại. Tiếp theo, Hakuichi Mokan Yu Maraki. Chúng ta hãy nói cái lý do. Yu là lý do. Maraki là nói chúng ta nói cái lý do mà Mukka không thể đi đến trường. Ilko đọc và viết Muncha đây là chúng ta là đọc tin nhắn. Tháp trang chúng ta gửi câu trả lời. Quá chê. Chonaro 알아내기 tức là chúng ta sử dụng điện thoại để chúng ta tìm hiểu thông tin. Tiếp theo, văn hóa sàn chết. phần văn hóa chúng ta có kinh cấp, hòa là những số điện thoại khẩn cấp và cuối cùng là phá đầm, bố phá đầm, một e phá đầm, đọc là một sĩ phá đầm. Thì cái này thì cái phát âm của chữ một ở tí nữa chúng ta sẽ học. Và bây giờ chúng ta sẽ phần tiếp theo, đó là phần tư vựng Ở Huy. Chân hoa bồn hồ cá ở thực kê tiểu. Tuy xíu. Đây là số điện thoại của bạn. Là số bao nhiêu? Chân hoa bồn hồ rớt ba rê bồ Bạn hãy nói số điện thoại của mình. Đây là chân hoa bồn hồ. Ví dụ như là Số tiệt kiểu không nghiê. Cái dấu gạch ngang chúng ta sẽ đọc là E. Phal phal công nghê. Sa.

핸드폰 là cái điện thoại di động 폰호 là số 어떻게 되세요 ở đây chúng ta nhìn nè 0156 0256 이에요 tương tự như vậy thì chúng ta hỏi những số điện thoại khác chúng ta sang phần 2 đó là 전화할 때 khi gọi điện thoại 할때 là khi gọi làm việc gì đó và 말을 hiểu Thì chúng ta nói những câu nói gì? Đầu tiên là 여보세요. Để là thay cho câu alo. Và trước khi hỏi người khác cái gì để là tránh làm phiền thì là 실례지만 xin lỗi, cảm ơn. 누구세요? Là ai vậy? Tiếp theo, chúng ta sang phần số 3. 그림에 맞는 번호를 쓰세요. Các bạn hãy điền cái số đúng Hãy viết cái số đúng vào bức tranh. Đầu tiên, số 1. Muncharen Patta Đây là nhận tin nhắn. Số 2. Muncharen Poneta. Đây là gửi tin nhắn. Số 3. Chönharen Patta Nhận điện thoại. Số 4. Chönharen Hata. Ở đây các bạn biết chọn vào vị trí nào rồi chứ ạ. Chúng ta sang phần tiếp theo đó là muốn vượt qua Permanent Ill. Đầu tiên chúng ta sẽ xem một số ví dụ trong phần này. Youjum chal chine cho Dạo này bạn sống tốt chứ? Nê chal chine yo? Dạo này tôi sống tốt. Youjin si hưu tập phôn ni chio? 네, 그렇습니다. À, đây là điện thoại của Yuchin phải không? 네, vâng, 그렇습니다. đúng như vậy. Steven C. 전화번호가 몇 번이죠? số điện thoại của Steven mấy số bao nhiêu nhỉ? 010에 0251 3338이에요. ở đây chúng ta một cái Cấu trúc đó là chiếu dùng để xác nhận lại một vấn đề mà người nói và người nghe để biết xác nhận lại và người nghe để biết nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe phần này. 요즘 잘 지내지요? 네. 잘 지내요. 유진 씨 휴대폰이지요? 네, 그렇습니다.

오늘 날씨가 추워요. 네, 추워요. 춥죠? 지금 비가 지금 안 와요. 비가 오죠? 오죠? 되세요켈리시 학생 식당에서 밥을 내놓 네, 밥을 먹죠? 먹었죠? 네, 가 먹었어요. 오케이.

자고 있어요. 지금 뭐해요? 책을 읽고 있어요. 그나저고있어 동생은 지금 음악을 듣고 있어요. 아버지는 지금 텔레비전을 보고 있어요. 보고 계세요. chúng ta sang phần tiếp theo Baraki il đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn uh, nội dung của bài này đây là cuộc nói chuyện điện thoại Yoboseyo Barikoshi shi chỗ đây là điện thoại của Bariko phải không chờ Yuchiniel tôi là Yuchin à Yuchin shi à Yuchina Oremaniel đã lâu rồi chưa gặp

마리코시 아키라시 사무실 bạn có biết số điện thoại văn phòng của Akira không? Đê à rai vâng tôi biết. Chân hoa bồn hồ ca, miết bồn dì chú. Số điện thoại số bao nhiêu ạ? Chăm cần màn nhớ, cho một chút xăm ô phản phà đế cu số là 3588 gạch 9102 cô mau yêu tôi rất cảm ơn bố yêu chúng ta sau này gặp nhé nê ăn những cái dấu vậy thì xin chào bạn 여보세요? 마리코 씨 휴대폰이지요? 저 유진이에요. 아, 유진 씨. 오랜만이에요. 잘 지내지요? 네, 잘 지내요. 마리코 씨, 지금 전화 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 요리하고 있어요. 그런데 무슨 일이에요? 마리코 씨. 아키라 씨 사무실 전화번호 알아요? 네, 알아요. 전화번호가 몇 번이지요? 잠깐만요. 3 5 8 8에 9102예요. 고마워요. 머려 우리 다음에 봐요. 네. 그럼 안녕히 계세요. 중단ไง라 볼런나. 여보세요. 마리코 씨 휴대폰이지요? 저 유진이에요. 아, 유진 씨. 오랜만이에요. 잘 지내지요? 네, 잘 지내요. 마리코 씨 지금 전화 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 요리하고 있어요. 그런데 무슨 일이에요? 마리코 씨, 아키라 씨 사무실 전화번호 알아요? 네, 알아요. 전화번호가 몇 번이지요? 잠깐만요. 3588에 910이에요. 고마워요. 머요 우리 다음에 봐요. 네, 그럼 안녕히 계세요. 이영 마리코의 갈게요. 오보요 여보세요? 마리코 씨 휴대폰이지요? 저 유진이에요. 네, 잘 지내요. 마리코 씨, 지금 전화 괜찮아요? 마리코 씨, 아키라 씨 사무실 전화번호 알아요? 전화번호가 몇 번이지요? 고마워요. 네, 그럼. 안녕히 계세요. 이제 chúng t vai c ủ uh, <목소리> 아, 유진. 아, 유진씨, 오랜만이에요. 잘 지내지요? 네, 괜찮아요. 요리하고 있어요. 그런데 무슨 일이에요? 네, 알아요. 잠깐만요. 3588 88에 9102예요. 머료. 우리 다음에 봐요. 아 bây giờ chúng ta sẽ không nhìn vào chữ và chúng ta sẽ uh, nghe hai bạn này nói chuyện với nhau. 여보세요? 마리코 씨 휴대폰이지요? 저 유진이에요. 아, 유진 씨. 오랜만이에요. 잘 지내지요? 네, 잘 지내요. 마리코 씨, 지금 전화 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 요리하고 있어요. 그런데 무슨 일이에요? 마리코 씨. 아키라 씨 사무실 전화번호 알아요? 네, 알아요. 전화번호가 몇 번이지요? 잠깐만요. 3 5 8 8 9 1 0 2예요 고마워요. 머려. 우리 다음에 봐요. 네, 그럼. 안녕히 Và chúng ta để ý thêm một số cái tình huống số 2, số 3, số 4 trong phần luyện tập. Thì uh, bây giờ bạn ấy chỉ là đang xem TV và hỏi về số điện thoại của nhà Chi ơn Và bạn ấy đọc xong và cũng cảm ơn như vậy. Tiếp theo, uh, bạn này bạn đang chân số ha gôi là bạn đang dọn vệ sinh. Và Kim Sơn Trang Nìm Tech chân hoa hồ tức là số điện thoại nhà của thầy Kim. Tiếp theo, check lý cơ Đây là bây giờ bạn ấy đang đọc sách và sau mình trơn hoa nó hồ. là số điện thoại của sao mình và bạn ấy cho số điện thoại của sao mình là như thế này. À, phần nói ha nói một chúng ta kết thúc ở đây và bạn các bạn đọc đi đọc lại phần bài này. Ví dụ như những câu uh, sử dụng trơn hoa bơn hồ hay là khi người ta gọi điện thoại Người ta tránh sự làm phiền lẫn nhau Thì người ta có thể nói là chi cơm trơn hoa quẹt trà này ô Như cầu bên trên này Chúng ta sang phần tiếp theo Tiếp theo là phần uh, ngữ pháp số 2 một đi với động từ Là không thể làm được hành động gì nào đó Ví dụ đây Chù ba đê thương san khai ô Cuối tuần đi leo núi không ạ 아니요, một 가요. Ở đây chúng ta lưu ý, bạn này bạn đang bị gãy chân thì dù đi leo núi thì bạn không thể. Đây là cái hành động không thể mang tính chất khách quan. Chúng ta nghe. Chủ nhật đi 아니요, 못 가요. Không 등산 가요? 아니요, 못 가요. Chúng ta xem một số ví dụ. Cháu <laughs> lên 아니요. 자전 그가 없어요. 그럼 ô 답 g c 못 타요. 바리고시 김치를 먹어요. 아니요. 못 먹어요. 매워요. 까이. 매워요. 까이. 못 먹어요. k h ô n tiếp theo. 어제 쇼핑했어요. 어제 쇼핑했어요. h ô bạn đã đi u a mà? 아니요. 아니요, 소빈 못했어요. 못했어요. e n g 못했어요. 좀 바빴어요. 아, 홍과는 헤어졌어요. 대체 소빈, 주말에 할아버지 댁에 갔어요? 아니요, 못 갔어요. 못 갔어요. 리포트를 써야 tôi đã phải viết báo cáo. Chúng ta sang ngữ pháp tiếp theo. Mốt, đây có nghĩa là không thể. Các bạn nhé. Không thể ăn, không thể ngủ. Tiếp theo chúng ta có động tính từ đi với a H, Ở đây chúng ta có uh, lý do là vì. Vê chân ăn Tại sao lại không nhận điện, đã không nhận điện thoại?

맛있어. Uh, 맛있어서 많이 먹었어요. 왜냐? 특안 n g 많이 먹었어요. 네또 아니요. 등산했어요. 아니요. 너무 너무 추워서. 너무 추워서 못 갔어요. 이 quá lạnh n ê 왜 회사에 못 갔어요? Tại sao đã không đi làm? Đây là 아프다. 아파서 아파서 못 갔어요. À, vì là ốm, vì đau nên không đi được. À, chúng ta sang tình huống tiếp theo, phần à uh, 이. Tình huống ở đây chúng ta nhìn đây, 원더 여행사. 월드 여행사. World đây là tiếng Anh của từ World là thế giới ạ. Yohan là Yohan Sa là công ty du lịch thế giới. Đây là cuộc nói chuyện giữa quân và Yujin. Đầu tiên là trích uh, nhận điện thoại thì đó câu đầu tiên là Ne uốn từ Yohan Sa mình đã à, vâng đây là công ty du lịch thế giới. Yujin nói. Yoboseo, uống từ Yoi, đó là công ty à, đó là công ty du lịch quân từ phải không ạ Suto Akira Keshimika à, bạn Suto Akira có ở đó không ạ Akira si yo Akira si yo à, anh Akira chăm cam chào một chút một chút một, một hai ba bạn này 네, 수토 아키라입니다. 방토라 수토 아키라, 아키라씨 저유친이에요 아, 아키라, 토이라 유진. 휴대폰을, 휴대폰을 안받아서 전화했어요. 아, 당신은 받 아, 당신은 어요 아, 유친씨. 아, 까 회의를 하고 있 아, 까어요 아, 어요어요요 못 받았어요. 미안해요. 아, Bia nèo. À, Eugene. À, Eugene. Vừa xong. Aka. Vừa xong. Vừa xong là... Đang họp. 못 받았어요. 미안해요. 못 받았어요. Bia không nhận được. À, không thể nhận điện thoại được. Bia Xin lỗi. Quen chán Không sao. Ôn Steven. Ônên Steven sẽ sinh nhật party ở Olcito. Hôm nay bạn sẽ đến sinh nhật Olcito. Hôm nay là bạn đến sinh nhật của của Steven chứ? Khớp nhỉ? Đương nhiên rồi. Cho số Steven Kangnam dưới kí chỗ. vào lúc sáu giờ ba mươi ở Kangnam dưới phải không? 그런데 저는 일이 많아서 30분쯤 thế nhưng tôi có vì là có nhiều việc nên tôi sẽ đến muộn khoảng 30 phút. 아, 그래요? 알겠어요. tôi hiểu rồi. 그럼 이따 Vậy thì tí nữa gặp nhau nhé. 네, 이따 봐요. Vâng, tí nữa gặp nhau. và chúng ta sẽ nghe phần bài này. 네, 월드 여행사입니다. 여보세요? 거기 월드 여행사지요? 수도 아키라 씨 계십니까? 아키라 씨요? 잠깐만 기다리세요. 네, 수도 아키라입니다. 아키라 씨, 저 유진이에요. 휴대폰을 안 받아서 전화했어요. 아, 유진 씨. 아까 회의를 하고 있어서 못 받았어요. 미안해요. 괜찮아요. 오늘 스티븐 씨 생일 파티에 올 거죠? 그럼요. 6시 반 강남역이지요? 그런데 저는 일이 많아서 30분쯤 늦을 거예요. 아, 그래요? 알겠어요.

잠깐만 기다리세요. 네, 수도 아키라입니다. 아키라 씨, 저 유진이에요. 휴대폰을 안 받아서 전화했어요. 아, 유진 씨. 아까 회의를 하고 있어서 못 받았어요. 미안해요. 괜찮아요. 오늘 스티븐 씨 생일 파티에 올 거죠? 그러면 6시반 강남역이지요? 그런데 저는 일이 많아서 3 0 분쯤 늦을 거예요. 아, 그래요? 알겠어요. 그럼 이따 봐요. 네, 이따 봐요. 이제 좀 다시 떡 vai. đầu tiên sẽ đóng vai y j i n 네, 월드 여행사입니다. 아키라 씨요, 잠깐만 기다리세요. 네, 수도 아키라입니다. 아, 유진 씨. 아까 회의를 하고 있어서 못 받았어요. 미안해요. 그러면 6시 반 강남역이지요? 그런데 저는 일이 많아서 30분쯤 늦을 거예요.

수도 아키라 씨 계십니까? 아키라 씨, 저 유진이에요. 휴대폰을 안 받아서 전화했어요. 괜찮아요. 오늘 스티븐 씨 생일 파티에 올 거죠? 아, 그래요? 알겠어요. 그럼 이따 봐요. 자, bây giờ chúng ta sẽ nghe một đoạn hội thoại này mà chúng ta không cần nhìn vào phần chữ. 네, 월드 여행사입니다. 여보세요. 거기 월드 여행사지요? 스도 아키라 씨 계십니까? 아키라 씨요? 잠깐만 기다리세요. 네. 수도 아키라입니다. 아키라 씨, 저 유진이에요. 휴대폰을 안 받아서 전화했어요. 아, 유진 씨. 아까 회의를 하고 있어서 못 받았어요. 미안해요. 괜찮아요. 오늘 스티븐 씨 생일 파티에 올 거죠? 그럼요. 6시 반 강남역이지요? 그런데 저는 일이 많아서 30분쯤 늦을 거예요. 아, 그래요. 알겠어요. 그럼 이따 봐요. 네, 이따 봐요. 그리고 우리가 는상황를이아 상황의 변니 chúng ta nói lý do là thà đơn trần hòa rớt hoặc cô y sơ tình huống số 2 là à, chúng ta đang nhận cuộc gọi khác bạn này đang cuộc nhận cuộc gọi khác và cuộc hẹn đó là in cốp ở miền tùng và thế nhưng mà piêu mua này khá ra tuyệt rồi vì phải đi bệnh viện nữa nên bạn này sẽ đến muộn khoảng độ 30 phút tình huống số 3 lý do đi muộn là lý do bạn này không nghe điện thoại đó là sa chăng niêm qua yaki haku isoso. tức là bạn này bạn đang nói chuyện với giám đốc và cuộc hẹn vào lúc inkopsi pan xin là cuộc hẹn ở xin và vào lúc bảy giờ 30 phút à, thế nhưng bạn này bạn sẽ đến muộn 30 phút bởi vì bạn ấy phải là sơn buru saya sô và này bạn này phải mua quà. Tình huống số 4. Sonimun mannago isoro. Tức bạn này bạn đang gặp khách hàng. Và cuộc uh, hẹn ở yotonsi hung thể cu và bạn ấy sẽ đến muộn bởi vì bạn ấy có thả đơn nhạc sốc ý bạn ấy có cuộc hẹn khác nữa thì bạn ấy sẽ đến muộn đây là phần à, nói một, ăn à, phần à, nói hai trong phần bài này. Chúng ta sang phần tiếp theo, chúng ta sẽ sang phần Ilco, Ttico Maraki. Chúng ta tiếp tục sang phần Ttico Maraki. Phần chuẩn bị, chuẩn bị Kukapunholu, arayo. Các bạn có biết số à, mã vùng quốc tế của từng quốc gia này không ạ? Đầu tiên là Hàn Quốc mã 82, Mỹ mã 1, Nhật Bản 81, Trung Quốc 86. À, đây nước nào đây ạ? Anh là 44. Rất nhiều nước. À, Việt Nam 84. Rất nhiều nước lá cờ. Lá cờ của rất nhiều nước đấy ạ. Đầu tiên nghe 1. Trần thức cô bô sều. Các bạn nghe rồi. Các bạn à, viết vào. Ở đây đầu tiên là số điện thoại của Kelly. Kelly các bạn đấy là có cái dấu gạch này chúng ta đọc là chữ e thì chúng ta có ba số bốn số và bốn số. Sontekyo là có bảy số. Hello pizza Hello pizza Hello pizza pizza cái quán Hello pizza Hello Hello là xin chào pizza xin chào tiếp theo Miyuki Chip, Miyuki Chip đây là số điện thoại. Chắc chắn mã vùng quốc tế ở đây rồi. Miyuki chắc là của Nhật. Nghe cái tên chắc là của Nhật. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe. 잘 듣고 써 보세요. 1. Kelly 씨 휴대폰 번호가 어떻게 되세요? (0106829에 1410이에요) 2. 서울대학교 전화번호가 몇 번이에요? 880에 5114예요. 5113요? 아니요. 5114요. 3. 거기 헬로우 피자지요? 아니요. 몇 번에 전화하셨어요? 712-3941 아니에요? 아니요. 여기는 712-3942입니다. 죄송합니다. 4. 아키라 씨, 오사카에 무슨 호텔이 좋아요? 글쎄요. 그런데 왜요? 제가 이번 방학에 오사카에 여행을 가요. 아, 그래요? 그럼 미유키한테 전화하세요. 미유키 고향이 오사카에요. 전화번호가 8126-245-0323이에요. 고마워요. 여러분, 다시 한번 들으세요. Cùng nghe lần cuối cùng. 잘 듣고 써보세요. 1. 켈리 씨, 휴대폰 번호가 어떻게 되세요? 010-6829- 1, 4, 1, 0 이에요. 2. 서울대학교 전화번호가 몇 번이에요? 8, 8, 0에 5, 1, 1, 4 예요. 5, 1, 1, 3이요? 아니요. 5, 1, 1, 4요. 3. 거기 헬로우 피자지요? 아니요. 몇 번에 전화하셨어요? 712-3941 아니에요? 아니요. 여기는 712-3942입니다. 죄송합니다. 4. 아키라씨, 오사카에 무슨 호텔이 좋아요? 글쎄요. 그런데 왜요? 제가 이번 방학에 오사카에 여행을 가요. 아, 그래요? 그럼 미유키한테 전화하세요. 미유키 고양이 오사카에요. 전화번호가 8일에 6 3, 4, 5 아, 그냥 4, 5 2, 4, 5하 2, 4, 5 0, 3, 2, 3이에요.

Pune, Puseo. À, chúng ta, chúng ta đã bao giờ gửi tin nhắn bằng tiếng Hàn chưa? Chúng ta hãy gửi, hãy thử gửi tin nhắn tới cho xuân Giang Niệm, tới cho giáo viên. Và tiếp theo, chúng ta sang phần Chan tức cô mà tên của Sơn nghe cho rõ và trả lời câu hỏi, à, nghe cho rõ và chọn cái đúng. À, Madikoon. Way Partie một cầyo. Tại sao Mariko không đi đến bữa tiệc được? Ở Đây phải học, phải gặp bố mẹ hoặc là bị ốm. Đây là những lý do. Tiếp theo, Alma trên Corson Courcelle. Đây là chọn cái đúng. Đầu tiên số 1 là Mariko. Mariko nên sinh Bạn này bạn này gửi tin nhắn về cái bữa tiệc sinh nhật. Tiếp theo 목요일에 생일 파티가 있어요. vào thứ năm thì có cái sinh nhật của chuliang có cái tiệc sinh nhật của chuliang kelly và sao minh kelly và sao minh cũng đến bữa tiệc thì chúng ta sẽ nghe phần số hai 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 여보세요. 여보세요? 마리코 씨 휴대폰이지요? 네. 실례지만 누구세요? 저 줄리앙이에요. 지금 전화 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 숙제하고 있었어요. 그런데 무슨 일이에요? 이번 주 목요일이 스티븐 생일이에요. 그래서 주말에 생일 파티를 할 거예요. 아, 아키라 씨한테서 문자 받았어요. 이번 주 토요일이지요? 네. 마리코 씨도 꼭 오세요. 켈리 씨하고 샤오밍 씨도 올 거예요. 미안해요. 저는 일이 있어서 파티에 못 가요. 그래요? 무슨 일 있어요? 부모님이 한국에 오셔서 공항에 가야 돼요. 아, 네. 그럼 다음에 만나요. 네. 파티에 못 가서 미안해요. 아니에요. 부모님하고 주말 잘 보내세요. 안녕히 계세요. 중땅에 라임을 넣어. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 여보세요? 여보세요? 마리코 씨 휴대폰이지요? 네. 실례지만 누구세요? 저 줄리앙이에요. 지금 전화 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 숙제하고 있었어요. 그런데 무슨 일이에요? 이번 주 목요일이 스티븐 생일이에요. 그래서 주말에 생일 파티를 할 거예요. 아, 아키라 씨한테서 문자 받았어요. 이번 주 토요일이지요? 네. 마리코 씨도 꼭 오세요. 켈리 씨하고 샤오밍 씨도 올 거예요. 미안해요. 저는 일이 있어서 파티에 못 가요. 그래요? 무슨 일 있어요? 부모님이 한국에 오셔서 공항에 가야 돼요. 아, 네. 그럼 다음에 만나요. 네. 파티에 못 가서 미안해요. 아니에요. 부모님하고 주말 잘 보내세요. 안녕히 계세요. ở bài này chúng ta sau khi nghe xong đoạn hội thoại chúng ta lý do mà bạn này bạn ấy không đến bữa tiệc sinh nhật được đó là vì bố mẹ đến thì chúng ta chọn bức tranh số hai tiếp theo là ở bài ở phần bên dưới này thì Kelly và Sao Minh cũng đến vào bữa tiệc đấy là bạn uh, Nam bạn nói tiếp theo chúng ta sang phần Baraki trong phần Maraki thì nail hakyoe khalsuop simdida ngày mai tình huống là chúng ta ngày mai là không đi học được vậy thì son chân nim gây chân hoa hé các bạn thử gọi điện cho giáo viên khi gọi điện cho giáo viên thì sẽ là yoboseo son chân nim này xong đó sile chiman nói lý do ngày mai không đi học vì sao không đi học cái này chúng ta sẽ có thể chúng ta sẽ thực hiện à, trực tiếp ví dụ chúng ta có thể là gọi điện cho tôi bằng số điện thoại 0374 480 888 à, trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ Hàn ngữ Seoul, Thái Nguyên tiếp theo chúng ta sẽ sang phần Ilko Suki đầu tiên là phần đọc Trơn Hoa Rất Trơn bạn có gọi điện nhiều không? Bunchar, bà poneo. Bạn có gửi tin nhắn nhiều không? Thảm ưu cố, thảm 질문에 답하세요. chim vô Các bạn đọc cái sau và trả lời câu hỏi. Đầu tiên, nà 왜 si, quê chân Tại sao không nhận điện thoại? Chí cơm 있어서 전화를 qua nê, Bây giờ tôi đang ở thư viện nên tôi không nhận điện thoại được. Tôi đang làm bài tập ở thư viện. Kelly đã làm bài tập chưa? Để hết rồi. Vâng, tôi đã làm hết rồi. Thả là tất cả. Hết rồi, đã làm. Ônân xúc chế ca trồm ở lập chỗ. Cái bài tập hôm nay hơi khó phải không? Để cơm ở lớp nề Ừ, hơi khó nhỉ. Steven xin... 어, 생일 파티가 다음 주 토요일이죠. 네. 아, 그 bữa tiệc sinh nhật bữa tiệc sinh nhật của Steven vào thứ sáu tuần sau phải không nhỉ? Nè, nee. thứ bảy, à, thứ bảy tuần sau phải không nhỉ? Vâng, thứ bảy tuần thứ bảy à, uh, 5 giờ chiều. Kelly party ấy, khai Bạn cũng sẽ đến bữa tiệc chứ? Nè, khai cơ Vâng, chắc là tôi sẽ đến. 그런데 그런데 저는 바빠서 nhưng tôi hơi bận nên Steven C 생일 선물을 못 샀어요. tôi bận nên không mua quà sinh nhật cho Steven được. 못 샀어요. đã không mua. đã không thể mua mua gì sơn 생일 선물 quà sinh nhật. Nana 씨는 si 샀어요. bạn Nana đã mua chưa? 우리 내일 같이 백화점에 가서 선물 살까요? Chúng ta 내일 우리 chúng ta 내일 là ngày mai 같이 được cùng nhau 백화점에 là cái siêu thị cái cái bách hóa 가서 đi rồi 선물 살까요? đi rồi uh, mua quà nhé. Ở đây là đoạn hội uh, thoại của Nana và Kelly thì bây giờ chúng ta sẽ xem ở đây ạ Nana nan chỉ cần mua hiểu mua hiểu còn tôi đang ở thư viện học đây ạ không gọi được điện thoại số ba mắt nên cửa sân kurosio hãy cho cái đúng kenin nanaka chun hoa rin ăn bát sơ vun cho rin vun sơ yo Kelly uh, uh, đã gửi tin nhắn vì Nana không nhận điện thoại. Tiếp theo Kelly Kelly nên xúc chê gá ở ở một thế Câu số 2 là uh, Kelly vì là bài tập khó quá nên không làm được. Kelly nên Stephen sẽ nghỉ party rất một khai Kelly thì không đi đến bữa tiệc sinh nhật của Steven được. Câu này không phải. Đáp bán số 1 là đúng. Đây ạ. Tha, à, All. tất cả. Tiếp theo phần sư kỳ là phần viết. Chúng ta có Dana đến Dale, Kelly và Kachi. Họ qua chơi với cam cặp Ngày mai Nana không cùng đi với. Uh, đây là tiếp tục của cái tin nhắn này không cùng Nana không cùng với Kelly đi uh, siêu thị được đi đến việc bay bắn hóa được We Mukasundika We Mukamika tại sao lại không đi được Yerboni Nana ga tuel Kelly ge Vunjarin các bạn sẽ đặt vào vị trí của Nana và nhắn tin trả lời cho Kelly lý do vì sao mà lại không đi cùng Kelly được À, chúng ta sẽ viết vào đây tiếp theo phần qua chê phần thực hành chin cu e kế chơi nói hay các bạn thử gọi điện cho bạn mình à, về những cái điều kiện hẹn nhau ví dụ như là nhạc sốc trăng xô hẹn nhau đi đâu đó và bây giờ bạn đang làm gì và hẹn nhau vào đến sinh nhật ai đó nữa tiếp theo chúng ta sang phần buôn hoa san chết là phần dạo qua văn hóa thì chúng ta có phần chuẩn bị sakuga nasu 어떻게 할까요? 할 거예요. 다이너가 xảy ra, chúng ta phải làm thế nào? Đầu tiên, Araboki, chúng ta tìm hiểu xem. Ờ, ở Hàn Quốc thì là jibe dodugi deureosseoyo. Là trộm vào nhà. Tiếp theo. Chaga, chag, 사고가 났어요. À, đây là tai nạn ô tô. Thì tất cả những cái tình huống này chúng ta gọi 112 là il il ie chơi hoa hà sêu cái này chúng ta là gọi cảnh sát những tình huống này thì chúng ta gọi công an đúng không ở việt nam Saco thì chúng ta gọi công an giao thông và chúng ta cái này chúng ta gọi công an giao thông à, thường là chúng ta sẽ gọi một một ba trộm vào nhà chúng ta cũng gọi một một ba tiếp theo ở hàn quốc khi mà cháy 불이 날 tức là bị cháy thì gọi Iridiko chôn hoa Haseo hoặc là cấp cứu Chinguga Mani Apayo à, bạn thì ốm nặng thì chúng ta cũng gọi là Iridiko để khai báo và người ta sẽ có xe cấp cứu đến đối với Việt Nam thì Puri đặt soyo. thì đối với trường hợp là lửa cháy thì chúng ta sẽ gọi cứu hỏa và chúng ta cứu hỏa Việt Nam là insa 114 chứ không phải là 119 các bạn chú ý nhé cái này 119 ở Hàn Quốc còn ở Việt Nam là 114 tiếp theo chúng ta có uh, gọi xe cứu thương là chúng ta gọi xe là 115 chúng ta chú ý thay cho gọi 119 ở Việt Nam chúng ta gọi 114 cứu hỏa 115 cấp cứu và 113 để gọi khai báo công an tiếp theo Yorobun Naraido cái ở đất nước các bạn Israel những số như thế này có không ạ Miết bơn là số bao nhiêu thì tôi cũng vừa đọc cho các bạn đấy ạ tiếp theo chúng ta có phần phát âm thì phần phát âm ở đây chúng ta chú ý mấy cái quy tắc về phát âm đây ạ ví dụ như là đây là kêu là quy tắc mode parame chú tức là những cái chú ý khi mà phát âm về một À, với quy tắc này thì chữ mốt chúng ta có các trường hợp uh, như sau. Đầu tiên mốt và đi với cờ, pờ sò, trò. Thì chúng ta những âm sau là âm căng khi chúng ta đọc. Ví dụ như là mốt cây ổ, mốt cây ổ, mốt tư mốt bài ổ, mốt bố chế ố, bố bởi vì chữ mốt là chữ tờ khi đọc những âm sau thường là sẽ là âm giọng cao. À, các bạn chú ý thêm mốt mà đi với nm ở đằng sau, phụ âm nờ ngay đằng sau thì chữ mốt không phải đọc là mốt mà đọc là môn, à, môn. Ví dụ như là môn nè điều, chứ không phải mốt nè điều. Môn mờ, không phải là mốt mờ mà là môn mờ. Môn mờ tiếp theo chúng ta có mốt đi với chữ hờ đằng sau ví dụ như một thể một thả thì là mốt gặp H thì đọc là thờ thì đọc là một thể ví dụ như đây một thều một thều ví dụ chúng ta không làm được cái gì đó thì chúng ta là một thều ở đây chúng ta uh, nghe người ta sẽ đọc ở đoạn này 잘 듣고 따라해보세요. 1. 아파서 친구를 못 만났어요. 2. 저는 수영을 못해요. 3. 아침에 뉴스를 들었어요? 아니요, 못 들었어요. 4. 피곤해요? 네. 어제 잠을 못 잤어요. À đến đây chúng ta kết thúc bài học uh, số 12. Uh, chúc các bạn uh, học tập thật là tốt. Để chúng ta sang tiếp bài sau. Xin chào các bạn.